chuẩn bị đưa cô một chuyến đó thì mọi người gọi là lộ phí tí tí để đưa cho cô đi nơi về trốn mới phải có nhé em. À phải rồi. Vừa rồi là thì là mua là chăn ga đệm mút đầy đủ rồi. Đầy đủ rồi đấy. Đồng chí nó vào đây rồi này. Thôi thì của yên lòng nhiều mỗi người một chút cho nó gọi là vui thuyền vui bến. Thế giờ anh em là tiếng xanh ngoan nghiệp để tôi bắt đầu để trèo trở đưa cho cô đi. Nếu cô thiếu cái gì thì các con các cháu cứ chuẩn bị tiền để mà tiếp cho cô để cô sắm sửa. Thôi thì Trần làm sao âm làm vậy có phải không anh em? À phải rồi. Anh em ơi. Sao thế? Nào nhờ anh em tiếng xanh ngoan nghiệp để tôi bắt đầu trèo trở đưa cho cô đi anh em nhé. Bắt đầu nào. Thấy cô hồ đầy mà là hai dân ở đây thì ơi tôi mới mới đầy đi qua bao tháng gần tôi đưa cổ hồn đi sang Tây Trúc để mẹ chở sập thuyền tôi lại mà chở ngang mà đường đi bộ tôi đi ngàn dặm nghe có quán hàng mà gì đâu các con các cháu đêm hôm nay thì nghĩ công mà thảm sầu chảy xuôi thuyền thì đi ngược nào con cháu trong nhà hay ngoài sân đâu mỗi người đổ phí một tí đi cầm tay ra để giả ơn cho chú nai đò để chú treo chờ đưa cổ đi đến nơi về đến chốn nào. Ôi nhà cô thì lắm cháu mà nhiều sắp về cô cha ở cô lại đi con cháu đêm nay ra để báo hiếu cho cô nào các con các cháu thì vâng cảm ơn nhà cô thì có dễ mà có dâu sao cô không ở Hãy subscribe.
trình Nam Mô Hóa Trình. Chùa Tây Phương cảnh lên cho chùa Chùa Tây Phương.